đi học thế nhở? Trời ơi. Con kéo chân đi ca. Kéo chân ra, kéo chân ra. Có gì đâu mà nhìn. Bé ơi, dậy đi học nào. Đi nào. Đi, nhanh lên. Mẹ lấy cặp lấy mũ cho con hết rồi nè. Đi nào, nhanh lên. Không. Nào, đi nào. Nào bé nào. Không à. Đi nào. Cái gì? Im lặng cho Min ngủ à. Mẹ bảo này, ở nhà mẹ sẽ cho Mít với Kaka ngủ nha. Còn bây giờ con phải đi học. Vừa mới đây mà lại ngủ ngáy được rồi. Con có dậy không? Có dậy đi học không? Dậy đi học nào. Nhìn đi. Hay chưa được. Ôi trời ơi. Bây giờ lại ngáy đi học nữa chứ không đâu. Hả? Ngủ ngáy à? Nếu mà ngủ say là phải giơ cái tay lên thì mới là ngủ say nha. Bé ạ. Trời ơi. Ngủ say nhờ. Ngủ say quá nhờ. Dậy nào. Bây giờ ngủ là còn giơ cái tay lên nữa. Đừng nào. Đi, dậy đi học đi. Nha. Con đang mệt á. Con đang mệt. Ôm em kìa. Ca lại đây với em kìa. Con bảo là Mít sắp ngủ rồi, mẹ im lặng đi hả? Mà con nó còn to hơn nó mẹ nữa đấy. Thế là hôm nay không đi học hả? Hả? Đi học đi rồi xong rồi cô giáo mới cho kẹo chứ. Nhá, đi học nhá. Đi học rồi đến lớp thì cô giáo cho kẹo nhá. Cho kẹo. Ừ, cho Bim Bim. Cho kẹo. Rồi cho cam nữa, rồi con mang về cho em ít cái ca nữa. Được rồi, được bánh. Ừ. Đến lớp nhiều đồ chơi lắm, đi. Em du một tí, em đã ăn dưỡng á. Ờ, thế cũng được, ừ. Em du một tí rồi em dạy em đi học nhé. Ừ, được. Đi đi. Này, ca ở đây nằm với em này. Rồi, ca nằm ở đường đây. Để ôm em ít luôn. Rồi. Rồi, chả thấy cái gì cả. Không. Ca nằm bên kia, mẹ nằm bên kia cho cũng á. Cho, không cần cho ca nằm cạnh với Mít luôn. Em còn mẹ em ngồi rồi. Ôm đi. Ôm hay vậy. Con nằm như thế thì làm sao mà em Mít ngủ được. Hả? Con nằm như vậy làm sao mà em ngủ được. Mà bây giờ sắp đến giờ đi học rồi. Con mà cứ nằm đây là muộn học đấy. Đi nào. Em nằm một tí ngủ ăn dạ ăn kia của ông. Muộn đấy. Dạ, để em về. Không có gì đó. Con ru em Mít ngủ đi nhanh. Để mẹ còn đi học nào. Nhanh lên. Mẹ ở ngoài kia nghe kể chị kiểu có bờ nha. Ngủ đi Mít ơi. Mít ơi ngủ đi không là chị muộn học mất nhỉ. Mẹ ơi ngủ đi. Con phải hát chứ. Con phải hát thì Mít mới ngủ chứ. Con thuộc bài gì? Con thuộc bài gì? Ừ đúng rồi đấy.
Đấy, em sắp ngủ rồi. Cái gì vậy bé? Hả? Em là ngáy. Em là ngáy á? Trời ơi, em là ngáy. Em đang ngủ ngáy hả? Cái mắt này. Thôi con buồn ngủ vậy rồi thôi, mai lại cho con nghỉ nhé, không phải đi học nữa nhé. Mà lại tính rồi à? Hả? Ừ. Thôi đấy, con nào buồn thế đây. Rồi con ru em mít ngủ nhá. Rồi con ở nhà chơi 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 với em mít nhá. Để mẹ đi cắt cọc cho con nhá. Nghỉ mình hôm nay thôi nhá. Một hôm thôi đấy. Vâng đi. Ừ. Ừ, nhưng mà ngày mai là phải đi học nhá. Vâng. Ngày mai phải đi học nha. Em uống đi ngủ, mẹ mua vòng. Mẹ để mua vòng tôi đi về em á. Ừ. Thôi, để mẹ cất cặp cất ngủ đi này. Okay.